Thuộc dải đất miền Trung Việt Nam, Hà Tĩnh nằm trên tuyến du lịch con đường di sản miền Trung, là một trong những cửa ngõ quan trọng của không gian du lịch, hành lang kinh tế Đông Tây. Có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nối với các trung tâm du lịch lớn của cả nước. Hà Tĩnh có nhiều thuận lợi trong mối liên kết vùng để phát triển du lịch, đặc biệt là mối liên kết Đông Tây với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thái Lan, Myanmar và các nước khác trong khối ASEAN. Được biết đến là miền địa linh nhân kiệt với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Hà Tĩnh là quê hương của nhiều danh nhân gắn với di tích lịch sử, văn hóa. Trong tiến trình lịch sử, quê hương Hà Tĩnh đã đóng góp cho đất nước, dân tộc, những người con ưu tú như Lê Hữu Trác, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Hà Huy Tập, 10 cô gái thanh niên xung phong, ngã ba Đồng Lộc, vân vân. Khu di tích quốc gia đặc biệt Đại Thi Hào Nguyễn Du thuộc xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân là nơi du khách tham quan tìm hiểu về cuộc đời sự nghiệp của Nguyễn Du, tác giả của truyện Kiều Bất Hủ, đồng thời được trải nghiệm các sinh hoạt văn hóa thú vị liên quan đến kiệt tác của Thi Hào như xem trò kiều, bói kiều, lẩy kiều. Để từ đó, du khách hiểu sâu hơn về những giá trị văn hóa của một bậc danh nhân văn hóa thế giới. Cách khu di tích Đại Thi Hào Nguyễn Du 3 km, du khách đến với di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đền thờ Nguyễn Công Trứ và nghe các nghệ nhân biểu diễn hát ca trù cổ đạm, một loại hình văn hóa đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ thị xã Hồng Lĩnh, theo quốc lộ 8 lên huyện Hương Sơn, đến xã Sơn Trung, du khách sẽ được chiêm ngưỡng quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử và tâm linh gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của đại danh y, một tấm gương về tài năng, nhân cách và đức độ. Quần thể di tích cấp quốc gia này trải dài trên một cung đường gần 8 km, bao gồm khu mộ Lê Hữu Trác, chùa Tượng Sơn, nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và khu du lịch sinh thái Hải Thượng. Về xã Tùng Ảnh thuộc huyện Đức Thọ, chúng ta ghé thăm khu lưu niệm của Tổng Bí thư Trần Phú, thắp nén hương tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú là một quần thể di tích đẹp, sông núi hữu tình. Trên có núi Quần Hội, Tùng Lĩnh, dưới có bến Tam Xoa là những danh thắng đã đi vào thơ ca nhạc họa và cảm thức du khách gần xa. Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư của Đảng giai đoạn 1936-1938. Khu di tích là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho các thế hệ kế tiếp. Ngã ba Đồng Lộc, mảnh đất và tên tuổi gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong đã đi vào huyền thoại và trở thành đề tài hấp dẫn cho văn học nghệ thuật, là bài học sâu sắc về phẩm giá con người với trí tuệ và lòng quả cảm vượt lên sự khốc liệt của chiến tranh, trở thành một địa danh ghi dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc và là biểu tượng về lòng yêu nước, ý chí, sức mạnh của thế hệ trẻ. Đi dọc tuyến đường quốc lộ 1A từ phía Bắc vào phía Nam Hà Tĩnh, du khách còn được tham quan những di tích danh thắng vừa có giá trị cảnh quan, vừa có giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh. Qua cầu Bến Thủy, du khách sẽ đến với đền chợ Củi ở xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, là nơi thờ Liễu Hạnh Công Chúa và Quan Hoàng Mười.
đền tọa lạc trên mỏm khu độc của dãy núi Ngũ Mã thuộc dãy Hồng Lĩnh. Mỏm núi vươn ra sông Lam trông như con nghé sắp nhảy xuống dòng nước, nên người xưa gọi cảnh tượng đó là khu độc Lâm Lưu. Đây cũng là một trong 8 cảnh đẹp nổi tiếng từ xưa của đất Nghi Xuân Văn Vật. Chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Xưa kia, ngôi cổ tự này được suy tôn là Hoan Châu đệ nhất danh lam và hiện nay đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Quần thể di tích này là một điểm đến du lịch không chỉ hấp dẫn du khách bởi cảnh quan kỳ thú, thơ mộng, mà còn là nơi để mọi người cảm nhận sự linh thiêng từ những huyền tích về việc tu hành hóa Phật của công chúa Diệu Thiện. Trên hành trình lên cõi thiêng, đi qua các tuyến đường bộ, đường thủy, cáp treo, từ các điểm nhìn khác nhau, du khách sẽ được thưởng ngoạn chiêm bái nhiều thắng tích trong một vùng rừng núi bao la tráng lệ. Thả hồn theo bóng dáng người xưa, dưới mái chùa rêu phong cổ kính, trầm mặc khói hương. Thuộc thị xã Kỳ Anh, di tích cấp quốc gia đền thờ chế thắng phu nhân, xưa gọi là Hải Khẩu Liên Từ, được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 15, thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu, cung phi của vua Trần Duệ Tông. Theo thần tích và truyền thuyết, bà là tác giả của bản Kê Minh Thập Sách nổi tiếng, đề xuất kế sách làm cho quốc gia hưng thịnh. Bà đã xả thân làm vật tế thần để cứu đội quân Nam Chinh của nhà Trần khỏi trận sóng gió dữ dội nơi vùng biển Kỳ Anh. Với gần 137 km đường biển, Hà Tĩnh có nhiều bãi tắm lý tưởng. Biển Thiên Cầm thuộc thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, với bãi biển trải dài theo hình cánh cung, cát trắng mịn màng, nước trong xanh như ngọc. Đến Thiên Cầm những ngày nắng nóng, du khách sẽ được đắm mình trong làn nước mát, say ngắm biển trời, núi đảo gần xa và cảm nhận những phút giây an lành, thư thái. Du khách còn có thể theo thuyền ra khám phá Hòn Bớt, đảo Én và thưởng thức hải sản tươi ngon, hấp dẫn, hay trải nghiệm các dịch vụ du lịch phong phú, độc đáo tại khu du lịch sinh thái Đồng Nôi. Ngược ra phía đông bắc đến huyện Nghi Xuân, nơi có khu du lịch biển Xuân Thành. Nước ở đây có độ mặn vừa phải, bãi biển thoai thoải, có thể lội bộ ra xa ngót vài trăm mét. Dọc bãi biển là con lạch nước ngọt Mỹ Dương từ núi Hồng Lĩnh chảy về. Hai bên lạch là những rặng dừa xanh soi bóng. Đến Xuân Thành, ngoài tắm biển, nghỉ dưỡng, thưởng thức hải sản, du khách còn được tham quan những hoạt động thể thao cao cấp tại sân golf 18 lỗ và hào hứng xem những trận đua chó gây cấn tại trường đua chó Xuân Thành. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm tuyến du lịch đường sông trên du thuyền Giang Đình Cổ Độ 2 tầng với sức chứa trên 350 chỗ ngồi. Xuôi theo dòng sông Lam thơ mộng, du thuyền sẽ đưa du khách đến với biển Cửa Lò thăm đảo Lan Châu, qua đền chợ Củi linh thiêng thắp hương vãn cảnh, hay khám phá bến Giang Đình, một trong 8 cảnh đẹp của Nghi Xuân, nơi cách đây 300 năm, dân làng đã đón Tể tướng Xuân Quận Công Nguyễn Nghiễm vinh quy bái tổ. Tính đến nay, Hà Tĩnh có hơn 290 cơ sở lưu trú, trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao, 8 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 25 khách sạn đạt tiêu chuẩn 2 sao, 42 khách sạn đạt tiêu chuẩn 1 sao và hơn 70 cơ sở lưu trú đạt chuẩn phục vụ khách du lịch. Từ thành phố Hà Tĩnh, chỉ mất 20 phút để du khách đến với bãi biển Thạch Bằng ở huyện Lộc Hà. Khung cảnh ở đây còn nguyên sơ với những bãi tắm mát lành, phong cảnh hữu tình. Đặc biệt,
du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tại biệt thự Ocean Villa đẳng cấp 5 sao. Thỏa sức đam mê trải nghiệm tại công viên nước Vinpearl lớn nhất Bắc Trung Bộ. Hay lên núi Tiên Am, chiêm ngưỡng cảnh đẹp huyền ảo của cõi tiên, cõi Phật. Bãi biển Thạch Hải như một nàng công chúa được đánh thức sau một giấc ngủ dài, nền nã và say đắm. Bãi biển phẳng lì, kéo dài 4 km, đón những làn sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát, hòa với tiếng vi vu của hàng phi lao xanh ngắt, trải dài hàng chục km, du hồn du khách bốn phương trong những buổi trưa hè nắng nóng. Ngược về phía Bắc là khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên, ẩn mình trong bạt ngàn cây xanh và muôn hoa đua nở, với một không gian nghỉ dưỡng mộc mạc giản dị, đậm đà bản sắc văn hóa một vùng quê, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn của một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đến với resort Quỳnh Viên, du khách còn được tham quan cụm di tích chùa Quỳnh Viên gắn với sự tích chữ đồng tử Tiên Dung, ngắm nhìn ngọn hải đăng trên một đỉnh núi cao đang ẩn hiện giữa mây trời, vãn cảnh đền thờ chiêu trưng đại vương Lê Khôi dưới chân núi Nam Giới và di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ và lăng mộ danh nhân Trương Quốc Dụng ở xã Thạch Khê. Cùng với du lịch biển, Hà Tĩnh còn có nhiều khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hấp dẫn. Hồ Kẻ Gỗ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ở phía tây huyện Cẩm Xuyên. Đây không chỉ là một công trình thủy lợi quan trọng, mà còn là điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Du khách khi đến đây sẽ được thả mình vào không gian bao la của núi rừng, ngắm nhìn mặt hồ rộng mênh mông, xanh biếc. Thắp hương và vãn cảnh tại đền thờ Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn và khu di tích sân bay dã chiến Libi. Đến với khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim thuộc huyện Hương Sơn, du khách sẽ ngỡ ngàng trước không gian xanh của núi rừng, xen lẫn với dòng suối trong xanh chảy len lỏi qua các bãi đá nhấp nhô. Ngoài ra, du khách còn có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ như tắm nước khoáng nóng, câu cá giải trí, luộc trứng bằng nước khoáng nóng và thưởng thức ngay bên dòng suối. Hà Tĩnh cũng là vùng đất có truyền thống văn nghệ dân gian hết sức phong phú, được thể hiện qua các làn điệu dân ca, chuyện kể dân ca, lễ hội, trò diễn dân gian như ví phường vải Trường Lưu ở huyện Can Lộc, ví phường nón Tiên Điền huyện Nghi Xuân, ca trù cổ đạm Nghi Xuân, hát sắc bùa ở huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Hương Khê, hò chèo cạn ở xã Cẩm Nhượng, hò Thạch Khê, vân vân. Đặc biệt, dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Đến Hà Tĩnh, du khách còn được thưởng thức những đặc sản mà thiên nhiên ban tặng như bưởi Phúc Trạch, cam bù Hương Sơn, cam khe mây, kẹo cu đơ, nước chè xanh, mực nhảy, vũng áng, vân vân. Đất và người Hà Tĩnh luôn hứa hẹn những điều thú vị để du khách gần xa khám phá với những trải nghiệm khó quên.